Xin chào quý vị khán giả của chương trình Nông Dân Mới ạ. Thưa quý vị, nhắc đến những cây cà gai leo thì trước đây chúng ta thường chỉ nghĩ đến những loại cỏ dại hay là làm hàng rào ở ven đường. Thế nhưng mà ít ai biết rằng đây cũng là một cây dược liệu quý có thể chữa các bệnh về gan vô cùng hiệu quả. Và với khao khát có thể bảo tồn cây thuốc quý của địa phương cũng như là chế biến thành những loại sản phẩm có thể bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng trên cả nước, một người đàn ông đã biến những vùng đất hoang trở thành vùng trồng cây cà gai leo lớn của cả nước và mỗi năm tiêu thụ hàng ngàn tấn, mang về công ăn việc làm cho rất nhiều bà con ở địa phương. Vậy thì hành trình biến những cây cà gai leo trở thành những sản phẩm dược liệu thu về tiền tỷ của người đàn ông này có điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình Nông Dân Mới ngày hôm nay. Tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, bươn trải đủ nghề, từ nhân viên tiếp thị đến thành lập công ty sản xuất men vi sinh chăn nuôi. Thế nhưng anh Phan Trung Kiên lại không gặp may mắn khi nhiều lần thất bại. Thế rồi, một cơ duyên đã đưa anh Kiên gặp gỡ với một người anh khóa trên, bắt tay khởi nghiệp lại từ đầu với nghề nông. Thì anh tên là anh Bình. Đầu tiên là chúng tôi định trồng rau rừng bởi vì đọc trên báo là thấy là cái rau rừng đang trở thành xu thế, xu hướng. Thì hai anh em mới lấy xe máy mới đi khắp Hà Nội để hỏi các cửa hàng thực phẩm sạch. Thì các ông chủ cửa hàng này ông bảo rằng là anh ấy cái báo chí nói thế, nhu cầu thì em không thấy có mấy. Mà nếu mà các anh cứ quyết tâm làm thì các anh cứ làm ra xong các anh ký gửi đây thôi. Còn bọn em bán được thì bọn em trả tiền, còn nếu mà không bán được thì các anh chấp nhận lấy về. Thì hai anh em mới bảo là bây giờ rau sạch mà bây giờ mà để trong tủ lạnh mấy hôm mà đến lúc mà không bán được thì người ta trả về thì mình chỉ mất công lấy về thì có khi về làm rác không xong. Thế là hai anh em mới tính đi tính lại mãi thì mới bảo là chỉ có cây dược liệu thôi. Cây dược liệu thì là cắt ngắn xong rồi phơi khô đi, thế là mình bảo quản được lâu. Bàn đi tính lại, cuối cùng hai kỹ sư nông nghiệp cũng tìm ra được loại cây thích hợp, vừa đảm bảo ba yếu tố lành tính, không cần nhiều vốn, năng suất cao, lại có thể sử dụng cho nhiều người. Đó là cà gai leo. Thì anh Bình anh tìm hiểu về cây dược, anh lại tìm ra cái cây cà gai leo, anh bảo là Kiên ơi, cây cà gai leo này nó rất là hay. Thế về thì tôi lại nói chuyện với mẹ tôi, thì mẹ tôi bảo ôi cái cây cà gai thì ngày xưa khi mà con uống rượu say mẹ vẫn đun cho con uống suốt. Thế ra xong bắt đầu tiếp tục tìm hiểu về cái cây cà gai leo thì hóa ra là có những cái đề tài nghiên cứu. Tôi biết là cái cây cà gai leo là cây cực kỳ tốt cho gan. Và tôi thấy là ai thì cũng cần phải chăm sóc cái lá gan của mình. Mình chỉ biết mỗi một vấn đề như thế, tức là cái sản phẩm này nó sẽ tạo ra những sản phẩm tốt. Nghiên cứu rất kỹ về cái cà gai leo, thế nó đôi đấy tự tin là làm thôi. Thực ra thì khi mà chúng tôi khởi nghiệp ấy, là cái giá nguyên liệu cà gai leo nó ở ngoài thị trường tương đối cao. Và tôi cũng thấy rằng là cái cây cà gai leo nó tiềm năng ở chỗ là mình trồng một năm có thể thu được rất nhiều lần. Rồi cắt cả thân cả cái cành để phơi khô để bán. Nó cũng nói chung là nếu tính ra về năng suất thì chắc chắn sẽ thu được nhiều hơn. Thời điểm năm 2015, cây cà gai leo chưa được nhiều người biết đến. Đầu ra chủ yếu là các công ty dược chuyên sản xuất các sản phẩm giải độc gan. Thế nhưng, ngay từ khi chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp của mình, anh Kiên gần như không nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Lúc đấy mình trồng thì thực ra là cũng không được ủng hộ bởi gia đình với bạn bè lắm, bởi vì mình là người mà khởi nghiệp nhiều lần thì cũng thất bại rồi, tiêu tốn nhiều tiền rồi, thế này cũng, thực ra cũng không được mọi người tin tưởng lắm. Thế nhưng mà mình quyết tâm là mình phải làm. Lúc đấy tôi nhớ là hai vợ chồng tôi tiết kiệm đâu được có 200-300 triệu thôi, thì do cái nhu cầu tôi cần đi lại nhiều nên tôi mua một chiếc xe bán tải đã phải mua trả góp ngân hàng rồi. Tức là cái xe lúc đấy đâu nó khoảng 700 triệu và vợ chồng tôi chỉ có 200 triệu thôi, vay ngân hàng tới 500 triệu. Sau đó lúc quyết định trồng cà gai là toàn bộ số tiền là phải đi vay mọi người. May mắn được một người bạn hỗ trợ cho vay với số tiền lớn, anh Kiên như được tiếp thêm động lực. Anh Kiên hỏi thuê 15 hectare đất ở khu đất phía sau sân bay Miếu Môn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lúc đó chỉ đang trồng sắn, không hiệu quả nên đã rất nhanh được đồng ý. Thế nhưng, để biến vùng đất vốn khô cằn thành nơi lý tưởng để hiện thực hóa ước mơ với cây cà gai leo thì đó là một sự nỗ lực rất lớn. Cái đất tốt ở trên mặt thì bị chôn xuống bên dưới, còn cái đất xấu với đá ong thì lại nhôn lên trên, nó phẳng như cái mặt bàn này, nhưng mà có những chỗ thậm chí đến cây cỏ còn không mọc được. Thế thì chúng tôi khi thuê cái đất đấy thì phải làm hai việc. Một là không trồng được toàn bộ, cứ lựa chọn chỗ nào tốt nhất thì trồng. Và thứ hai là chúng tôi phải đổ tới 55 tấn phân chuồng trên 1 hectare. Tức là nó sẽ gấp khoảng độ tầm 2 đến 2,5 lần so với những người mà bón phân chuồng nhiều nhất bây giờ. Tức là giải phân ra, xong rồi là cày đất lên. Sau lúc đấy mới lên lúa, thì chỉ có cách đấy để cải tạo đất thôi ạ.
Mang tư duy của những kỹ sư nông nghiệp nên ngay từ những bước đầu gây dựng vùng nguyên liệu, anh Kiên đã lên kế hoạch bài bản sản xuất cà gai leo sạch theo hướng hữu cơ. Từ việc làm phân hữu cơ như thế nào cho đến đầu tư hệ thống tưới nước ra sao, tất cả đều phải tuân thủ theo một nguyên tắc 3-0: không thuốc trừ cỏ, không phân bón hóa học và không thuốc bảo vệ thực vật. Thế nhưng, ngay từ những đơn hàng đầu tiên, anh Kiên đã gặp phải khó khăn. Thời điểm đó, nhu cầu cà gai leo trên thị trường bỗng dưng tăng vọt. Bà con đổ xô trồng cà gai leo khiến cho cung vượt cầu, giá bán tụt dốc gấp 10 lần. Alo, có phải anh Kiên không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Tôi Tuấn, hôm qua tôi có hỏi anh là cái cà gai, hôm nay cà gai anh có còn không? Còn anh ạ, em trồng nhiều mà. Thế giá cả bây giờ thế nào anh nhỉ? Ôi giá thì bọn em trồng thì ra giá cao lắm, nhưng bây giờ bọn anh đang mua bao nhiêu ạ? Ngoài thị trường nó chỉ có 14 năm thôi. Gọi là nếu mà cà anh sạch thì anh có để lại cho em được giá 15 không? Ôi dồi ôi anh ơi, nếu mà trồng giá 15 thì bọn em chết. Bọn em trồng này không phun thuốc này, không dùng thuốc bảo vệ thực vật này, rồi là phân bón thì toàn phân chuồng, bọn em làm theo cái tiêu chuẩn hữu cơ mà anh trả giá đấy thì em chết. Ồ, thế thì cũng khó nhỉ, thế thì mình không lấy được nha. Thế anh có mua được giá tầm 30 không? Không được, bây giờ giá thị trường nó đang có 14 năm, nếu mà anh trồng sạch thì nếu mà anh có thiện chí thì em chỉ mua cho anh tầm 16 thôi, anh có bán được thì em lấy một ít. Dạ vâng, nếu mà thế thì thôi, có khi để em cắt ngắn ra em bán cho mọi người về tự đun uống vậy. Anh nhá. Rồi, chào dạ, anh nhá. Dạ vâng, chào anh ạ. Đầu tiên là mình trách mình là mình nói chuyện với cái công ty dược liệu đấy, là mình làm vùng nguyên liệu cho người ta, nhưng hai bên cũng chỉ nói mồm với nhau thôi, không có ký cái cam kết nào cả. Thế là cái đấy là cái dại của mình. Cái thứ hai đó là khi mà cái giá nó thấp đến như thế rồi thì nếu như mà mình cứ tiếp tục làm vậy thì chắc chắn là mình sẽ lỗ. Tại vì lúc đấy cái chi phí sản xuất của chúng tôi nó phải ra tới tầm khoảng độ 30-35 nghìn đồng một kg. Và bây giờ giá thị trường lại mua cho chúng tôi có khoảng 15 nghìn đồng một kg, tức là chúng tôi lỗ hẳn một nửa. Thế thì lúc đấy chúng tôi nghĩ mãi, lúc đấy là cảm giác thực sự là rất sợ. Vì lần này tôi phải vay rất nhiều tiền để tôi trồng. Cái lúc mà giá thấp đấy là tôi đã trồng 15 hecta rồi. Và lúc đấy thực sự là nếu như bây giờ lần này mà sập thì không biết lấy đâu tiền để mà trả bạn bè, trả người thân. Tôi không còn con đường nào lùi, không còn con đường nào khác. Chỉ có cách là tiến lên để làm sao cho nó có thu nhập. Không bằng lòng để những sản phẩm của mình bị đánh đồng với những sản phẩm cà gai leo được trồng tràn lan trên thị trường với giá quá thấp, anh Kiên cùng với các cộng sự của mình đã quyết tâm tìm ra những hướng đi mới cho sản phẩm cà gai leo của mình có thể đứng vững trên thị trường. Và cũng từ đây anh Kiên đã phải đối mặt với rất nhiều những thách thức để có thể đáp ứng được nhu cầu khó tính của người tiêu dùng trên cả nước. Vậy thì anh Kiên cùng các cộng sự sẽ đối mặt với bài toán này như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Không tìm được nguồn ổn định để bao tiêu đầu ra cho cả gai leo, anh Kiên như ngồi trên đống lửa. Lãi thì chưa có, mà chi phí sản xuất vẫn tăng theo từng ngày. Cuối cùng, anh và cộng sự đã đi đến một quyết định táo bạo. Đó là tự chế biến sản phẩm từ cà gai leo. Tôi nghĩ là nếu như mà không có thể bán được cho nhà máy dược hoặc các cái mối lớn thì chúng tôi có thể là bán lẻ cho người dùng. Chúng tôi đã tìm hiểu rất kỹ. Cũng sang tận viện dược liệu, học hỏi cách sơ chế, cách trồng trọt, chăm bón nó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất. Thế này chúng tôi được sơ chế được cái này nó rất là ngon. Cây cà gai này chúng tôi thu hoạch về rồi chúng tôi rửa, chúng tôi băm rồi cho lên bạt phơi. Như trời nắng như này thôi, phơi thì chắc 3 nắng là nó khô giòn và nó rất là xanh. Nghĩ là làm, năm 2016, hai kỹ sư nông nghiệp quyết định thành lập công ty, mở rộng diện tích vùng trồng lên 30 hectare tại Đại Yên và Miếu Môn. Thuê thêm bà con nông dân, bắt đầu xây dựng một mô hình khép kín từ khâu trồng, sơ chế, chế biến nguyên liệu đến thành phẩm, nên giảm được chi phí sản xuất. Làm cỏ bằng tay, phân bón được tận dụng từ tự nhiên, hoàn toàn canh tác theo phương thức hữu cơ. Không chỉ giúp cho đất giàu dinh dưỡng, giúp cà gai leo giữ được lượng dược chất cao,
mà sản phẩm đến tay người tiêu dùng còn an toàn và hạn chế tối đa tạp chất. Cũng từ đó, thương hiệu Saju đã được ra đời với ý nghĩa sản phẩm mang tính chất sạch và dược tính cao. Anh em tôi họp bàn nhau lại là quyết định là cứ cái cây cà gai leo để băm ngắn ra, làm nó sạch sẽ và đóng túi lại, bán cho mọi người mang về đun để uống. Thì rất là may mắn là khi mà tôi trồng như thế nào thì tôi thường hay đăng lên các nền tảng mạng xã hội. Tôi chia sẻ là tôi trồng nó như thế nào. Và trước đấy thì tôi cũng may mắn là tôi làm trong cái mảng thức ăn chăn nuôi được rất nhiều anh em họ quý. Thế nên là họ chủ động, họ đặt, họ mua tôi rất là nhiều. Thì khi mà đưa cho người dùng ấy, thì mọi người đều đánh giá là anh kia cái này của anh rất là tốt. Em uống vào xong thì ăn ngon, ngủ ngon. Đặc biệt là khi mà em đi nhậu thì thấy khỏe hơn hẳn trước. Thế thì thực ra lúc đấy là mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là tự hào. Bởi vì mình bảo thứ nhất là nó cứu mình một cái bàn thua. Thứ hai là mình làm ra cái sản phẩm mà được người khác khen ngợi là cảm thấy thích lắm. Thế nhưng chất lượng đảm bảo thôi thì chưa đủ. Sau vài tháng tung ra thị trường, sản phẩm cà gai leo băm ngắn của anh Kiên gặp phải phản hồi của khách hàng về tính tiện dụng chưa cao. Người dùng phải mất thời gian để rửa rồi đun sản phẩm mới có thể sử dụng. Cũng chính từ gợi ý này, anh Kiên đã nảy ra ý tưởng cho một sản phẩm mới ra đời. Thì chính các bạn ấy tư vấn cho tôi là làm cái trà túi lọc. Thì ban đầu là khi mà tôi trồng cà gai là tôi dồn hết tiền vào trồng cà gai rồi. Không còn tiền để mà mua máy móc nữa. Thì chúng tôi bắt đầu mua cái giấy túi lọc về, chúng tôi hàn 30 cái mét lại. Và chúng tôi dùng cái cà gai leo đã được sao mà nghiền nhỏ ra rồi. Chúng tôi dùng thìa chúng tôi xúc vào. Và lúc đấy tôi vẫn còn nhớ là tôi phải làm cái gói là 10 gram. 10 gram một gói, bởi vì là nếu mà làm gói nhỏ thì không thể nào mà đóng nhiều gói được. Tại vì chúng tôi thủ công hoàn toàn. Thế đóng 10 gram một xong đầu cho 100 cái gói đấy vào trong một cái túi và đóng thành 1 kg và chỉ có buộc cái dây rút thôi và bán cho mọi người. Thế mà có những ngày chúng tôi bán được hơn 100 cân một ngày. Từ sản phẩm trà túi lọc, có tháng anh Kiên thu về hơn 270 triệu đồng. Một con số không hề nhỏ với một người bắt đầu khởi nghiệp như anh lúc bấy giờ. Từ số tiền này, anh lại đầu tư thêm cơ sở, máy móc, nghiên cứu thêm sản phẩm mới như cao, viên nén, trà hòa tan cà gai leo để đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Liên tiếp từ năm 2018, anh Kiên cùng các thành viên trong công ty của mình mở rộng vùng nguyên liệu từ Bắc tới Nam như Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nội, Gia Lai, đưa tổng diện tích vùng trồng lên đến 150 ha. Nơi đây hiện đang sở hữu vùng trồng cà gai leo lớn nhất cả nước. Cũng tại đây, anh kỹ sư nông nghiệp trồng thêm các loại dược liệu khác như diếp cá, tí tô, xạ đen, đinh lăng, tạo ra những sản phẩm kết hợp cùng cà gai leo để hỗ trợ sức khỏe cho người dùng cả nước được đánh giá rất cao. Đây cũng là lúc anh Kiên cùng các cộng sự của mình được nếm những trái ngọt. Tháng đầu tiên là 32 triệu, ngay tháng thứ hai nó đã được 78 triệu. Tháng thứ ba là 150 triệu, tháng thứ tư đâu đã được 360 triệu. Và đến tháng thứ năm chúng tôi đã được hơn 700 triệu đồng rồi. Cái mốc doanh thu nó tăng lên rất là nhanh. Thì khi mà đưa cho người dùng ấy, thì mọi người đều đánh giá là anh kia cái này của anh rất là tốt. Em uống vào xong thì ăn ngon, ngủ ngon. Đặc biệt là khi mà em đi nhậu thì thấy khỏe hơn hẳn trước. Thế thì thực ra lúc đấy là mình cảm thấy rất là sung sướng, rất là tự hào. Bởi vì mình bảo thứ nhất là nó cứu mình một cái bàn thua. Thứ hai là mình làm ra cái sản phẩm mà được người khác khen ngợi là cảm thấy thích lắm. Năm 2020, ba sản phẩm trà của anh đều đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Không giữ thành công cho riêng mình, anh Kiên còn thường gây giống cung cấp cho bà con nhiều loại dược liệu quý. Hơn nữa, anh cùng các cộng sự còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm đầu ra cho hơn 150 công nhân lao động địa phương với mức thu nhập trung bình từ 5 đến 8 triệu đồng một tháng. Trải qua 8 năm khởi nghiệp từ cây cà gai leo, đến nay anh Phan Trung Kiên đã khẳng định được giá trị của loại cây này. Không chỉ mang lại kinh tế cao mà còn là vị thuốc quý, tạo ra những sản phẩm cải thiện sức khỏe cho người dùng. Đó là bí quyết giúp người nông dân này khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương mình.